xin chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh youtube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần gọi là tôi, à, tôi thép. thì à, ta đi cái phần thứ nhất là định nghĩa. À, bây giờ người ta định nghĩa tôi thép là như thế nào các bạn xem này nha. Đây người ta định nghĩa này các bạn. Tôi á là cái phương pháp nhiệt luyện bằng cách là ta nung nóng cái thép lên nhiệt độ quá A1 hoặc là A3 rồi để nó làm xuất hiện cái tổ chức austenit. Sau đó người ta sẽ giữ nhiệt các bạn à, rồi làm nguội, lưu ý là làm nguội nhanh nha để cho austenit này nè nó phân hóa thành martensit hay là các tổ chức khác như là bainit, chu xích vân vân, có độ cứng cao. Đó Ta qua cái phần kế tiếp đó là mục đích của tôi à, mục đích thứ nhất là nâng cao độ cứng và tính chống mài mòn của thép do đó có thể kéo dài được cái thời gian làm việc của chi tiết à, đồng nghĩa với việc là tuổi thọ nó sẽ kéo dài ra đó các bạn đặc biệt là đối với những chi tiết mà chịu mài mòn á ha thường là gì độ cứng nó sẽ cao lên thì nó sẽ lâu mòn ha lâu mòn thì cái tuổi thọ cái chi tiết mình sẽ được kéo dài ra thứ hai là nó nâng cao độ bền ha nâng cao độ bền nhằm nâng cái sức chịu tải của chi tiết ví dụ nếu như ta chưa có nhiệt luyện á, chưa có tôi á thì ví dụ cái chi tiết đó đường kính là 20 thì nó chịu được 1000 Newton đi chẳng hạn sau khi mình nhiệt luyện cũng đường kính đó nó có thể nâng cao cái độ chịu lực lên ví dụ như nó chịu được ngàn rưỡi hoặc là 2000 đó thì như cái kiểu đó người ta gọi là nâng cao cái sức chịu tải của chi tiết đường kính của chi tiết vẫn không thay đổi ha, nhưng mà sau khi nhiệt luyện thì cái khả năng chịu lực ha, chịu tải của chi tiết mình nó nâng lên giúp mình tiết kiệm à, nguyên dược liệu. Cái thứ ba đó là chọn nhiệt độ của tôi thép. Thì à, người ta phân ra nhiều loại thép. Thì ứng với mỗi loại thép nó có những cái à, khoảng nhiệt độ à, thích hợp khác nhau. Ví dụ đối với thép trước cung tích, à, thép trước cung tích và thép trung tích, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 0,8% carbon đó, những loại thép đó, đó thì người ta thường á là nung nung nóng đến trạng thái hoàn toàn austenit. À mà nung tới hoàn toàn austenit người ta gọi là tôi hoàn toàn đây các bạn nhìn lên cái giảng đồ bên đây nè các bạn ha những cái loại thép mà trước cùng tích ha, và cùng tích là những loại thép từ đây trở về phía bên tay trái nè các bạn bây giờ người ta sẽ nung lên trên cái dùng này đó cái dùng này là dùng hoàn toàn ottenit nè nó quá cái đường a 3 nè các bạn ha, quá đường a 3 một chút nè các bạn bây giờ thì à, khi mình nung lên, lên, quá đường này á mình làm nguội nhanh á thì ottenit nó sẽ chuyển biến thành martensite có độ cứng cao chống mài mòn tốt đạt được cái mục đích của nhiệt luyện đây cụ thể nhiệt độ của nó nè là đường A3 cộng cho thầy khoảng là 30 đến 50 độ này đó cái dùng này nè yeah. chú ý đối với loại thép này nếu mà nhiệt độ tôi mà nhỏ hơn A3 tức là dù dưới đây nè các bạn ha nhiệt độ tôi mà dưới đây nè dùng dưới đây nè đó khi nguội nhanh Ottenix sẽ chuyển thành Martinsic còn pha mềm pha ferric nè các bạn pha mềm vẫn giữ nguyên cho nên nó không đạt được cái độ cứng yêu cầu à, cho nên thường là người ta sẽ nung ha nung cho nó chuyển qua thành hoàn toàn ha nung tới nhiệt độ chuyển thành hoàn toàn austenit. thì lúc đó thì khi làm nguội á, thì độ cứng nó sẽ tốt hơn tiếp theo đối với những cái loại thép mà sao cùng tích đây các bạn những loại thép sao cùng tích là những loại thép mà từ cái điểm S đây nè trở về bên phía tay phải nè đó thì thường nhiệt độ người ta sẽ nung à, cao hơn A1 và thấp hơn am đây các bạn đây nhiệt độ ví dụ này nè các bạn thấy không đường này sẽ cao hơn A1 nè và thấp hơn am nè đó thì cụ thể đó là à, à, nhiệt độ tôi của ta nó sẽ hơn đường A1 khoảng 30 đến 50 độ C nè lấy đường A1 nhiệt độ A1, đường A1 cộng thêm 30 đến 50 độ C nè rồi tổ chức khi nung nóng là austenit và cementit 2 không hoàn toàn austenit nên gọi cái dùng tôi này là dùng tôi không hoàn toàn hay dùng này chính là dùng tôi không hoàn toàn các bạn tại vì sao vì cái tổ chức trong cái dùng này nè đó nó không hoàn toàn austenit nó là austenit cộng với cementit 2 các bạn xem trên giảng đồ trạng thái sắt carbon thì các bạn sẽ biết đó. còn cái dùng trên đây nè là dùng hoàn toàn austenit nè chú ý nếu trong cái loại thép này á mà mình chọn nhiệt độ tôi mà lớn hơn AM tức là vừa dùng trên đây nè qua cái đường SE này nè hay là đường AM này nè thì khi làm nguội á ta còn austenite dư nên thép không đạt độ cứng và hạt austenite lớn gây giòn cho thép Đó. chú ý về mặt kinh tế á, nếu mà mình xét về mặt kinh tế á, khi mà mình nung nóng thép mà trên đường A1 á nó tiết kiệm hơn so với mình nung nóng trên đường AM tại vì sao trên đường AM quá thì nhiệt độ nằm à, phẳng vùng này nè đó thì nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nằm trên vùng này mà nhiệt độ thấp hơn thì cái mình cung cấp điện ha ví dụ mình nung bằng lò điện á cái công suất điện nó cũng đỡ tốn đỡ hao tốn hơn cho nên nó kiếp tiết kiệm được cái năng lượng nung hơn rồi ta qua cái phần kế tiếp đó là các cái phương pháp tôi đó thì ta có nhiều phương pháp tôi đầu tiên á là tôi thể tích à, tôi thể tích là tôi như thế nào tôi thể tích là với phương pháp tôi mà ta nung toàn bộ thể tích của chi tiết của mình đến nhiệt độ tôi sau đó mình làm nguội toàn bộ thể tích chi tiết trong môi trường trong môi trường tôi để đa tạc được cái tổ chức mong muốn có nghĩa là gì ví dụ ta có cái trục ta, ta nung toàn bộ cái trục rồi ta nhúng cái trục đó vô à, nước cho nó nguội thì như vậy người ta gọi là à, tôi thể tích tôi toàn bộ thể tích đó thì trong cái tôi thể tích này ta có một số cái phương pháp ha thứ nhất là tôi trong một môi trường đây các bạn ta có cái biểu đồ này các bạn này tôi trong một môi trường thì nó giống như cái đường v 1 này các bạn đây đường từ trên này xuống nè đó thì ta xem coi tôi trong một môi trường nó có những cái u nhược điểm gì sau khi nung nóng đến nhiệt độ tôi ta giữ nhiệt sau đó làm nguội trong một môi trường ở đây có thể là làm nguội trong nước hoặc trong dầu với tốc độ nguội nhanh để cho oxynit nó chuyển hóa thành manganit. Đây các bạn thấy không? Tôi trong một môi trường thì khi làm nguội cái đường tốc độ nguội này đó nó nghiêng điều xuống như vậy. Đó, tí nữa ta sẽ xem qua các kiểu à, tôi trong hai môi trường, 30 trường ta sẽ nó sẽ khác một chút nha. Thì tôi trong một môi trường á đây là một cái phương pháp tôi phổ biến đơn giản dễ cơ khí hóa tự động hóa và dùng để tôi những cái chi tiết máy đơn giản vì à, tôi trong một môi trường này nó làm nguội nhanh cho nên là dễ bị cong vênh chi tiết các bạn nha dễ bị cong vênh chi tiết à, có thể là dễ gây nứt rồi cái kiểu thứ hai là tôi trong hai môi trường đây các bạn tôi trong hai môi trường là cái kiểu theo cái v2 này các bạn à, thường á người ta sẽ sử dụng môi trường nước ha. môi trường nước là môi trường 1 đây các bạn khi làm nguội này đó, môi trường một là tới điểm a nè đó xong người ta sẽ nhấc lên À, dù người ta nung nóng chi tiết của mình đến nhiệt độ cần tôi xong người ta nhúng vô nước nè đó xong người ta sẽ nhấc lên ta lấy chi tiết nhúng vào môi trường thứ hai đó thì hai môi trường ha nó tốc độ nguội khác nhau cho nên ta thấy là cái đường v 2 này nó sẽ có sự gầy khúc tại cái chỗ điểm a nè đó ở cái đoạn đầu này nè đó từ trên đây xuống nè thì cái tốc độ nguội nó nhanh hơn cho nên nó độ dốc nó cao hơn nè đó thì qua môi trường thứ hai thì nó tốc độ nguội nó chậm hơn một chút thì nó lại hơn một chút nè đây người ta nói là lúc đầu ở nhiệt độ cao thép được cho nguội trong môi trường tôi mạnh ví dụ như nước hay là nước pha muối đến gần nhiệt độ chuyển biến mắt tinh xích tức là gần tới điểm a này các bạn thì người ta sẽ chuyển sang môi trường à, tôi yếu hơn ví dụ như dầu hoặc là không khí à, và cho đến khi nó nguội hẳn đó cái kiểu dạng như vậy người ta gọi là tôi à, trong hai môi trường à, thì cái ưu điểm của cái phương pháp này á, là À, nó tránh được cái cong vênh và nứt nẻ à. và nó thích hợp cho tôi thép carbon à, có phần trăm carbon cao nó hạn chế được à, công cong vênh và nứt nẻ nha các bạn nhược điểm của cái phương pháp tôi trong hai môi trường này á, là mình khó xác định được cái thời điểm tức là khó xác định được điểm A này các bạn để mình chuyển từ môi trường số 1 sang môi trường thứ hai ha chuyển từ môi trường 1 sang môi trường 2 nè đó thì à, cái này thì cần người thợ ha có cái tay nghề cao ha thì người ta sẽ biết được À, khi người ta nhúng vô nước à, tức là môi trường thứ nhất đó xong thời gian bao lâu người ta sẽ lấy ra à, người ta nhúng vào môi trường thứ hai đó thì để làm được điều này thì người thợ phải có kinh nghiệm à, người thợ phải có rất là nhiều kinh nghiệm à, khó cơ khí hóa và tự động hóa tiếp theo ta qua cái à, kiểu thứ ba đó là tôi phân cấp à, tôi phân cấp đường V3 này các bạn đây đường V3 này. đó thì trên đây xuống này các bạn thấy không nó cũng gần gần giống như đường V2 ha. À, nhưng mà nó sẽ có cái đoạn BC nằm ngang nè đó có nghĩa là sao người ta làm nguội trong môi trường muối nóng chảy à, trên nhiệt độ mắt tinh xích khoảng là 50 đến 100 độ giữ nhiệt trong một khoảng thời gian nhất định rồi người ta làm nguội trong không khí để chuyển biến mắt tinh xích tiếp tục hoàn thành thì cái phương pháp này nó khắc phục được nhiệt điểm à, về việc xác định nhiệt độ chuyển từ môi trường 1 sang môi trường 2 của cái phương pháp mà à, tôi trong hai môi trường V2 này nè đó rất là khó xác định được điểm A thì nhờ cái phương pháp này ha nó có một cái đoạn BC này nè đó người ta à, dễ À, làm hơn ứng sức bên trong thấp do sự chênh lệch nhiệt độ bề mặt và bên trong nhỏ rồi ta qua cái kiểu kế tiếp đó là tôi đẳng nhiệt à, là đường à, V4 này các bạn đường V4 này đó thì tôi đẳng nhiệt á, nó cũng à, giống như tôi phân cấp nhưng mà giữ đẳng nhiệt trong môi trường muối nóng chảy với thời gian đủ lâu à, các bạn thấy nè à, cái v... đường V3 với đường V4 này à, nó cũng đã ná nhau nhưng mà cái đường v4 đó các bạn cái khoảng thời gian mà nó giữ nhiệt ngang này nè nó giữ đẳng nhiệt ngang này nè khá lâu đó để như vậy để Otinix nó chuyển biến xảy ra hoàn toàn nhận được tổ chức ổn định à, đó là chu xích hoặc là bainit có độ cứng và độ dai và đập cao đó. thì cái phương pháp này nó áp dụng cho thép hợp kim ha, có tính ổn định Otinix quá nguội lớn rồi ta có thêm cái kiểu đó là tôi bộ phận nè tôi bộ phận là sao là À, người ta chỉ tôi một cái bộ phận cần thiết nào đó của chi tiết thôi. Ví dụ à, người ta có thể tôi là cái lưỡi cưa, lưỡi cưa sắt các bạn. Đó, thì người ta chỉ cần tôi cái phần lưỡi thôi, hoặc là cái cái đục đó các bạn, cái lưỡi đục á, người ta chỉ cần tôi một bộ phận nào đó của chi tiết thôi. Đó, thì khi tôi á, người ta có thể nung nóng toàn bộ chi tiết. Nhưng mà khi làm nguội á, người ta làm nguội nhanh một bộ phận nào đó thôi. Đó, một bộ phận nào, ví dụ như cái cái đục, ha, người ta có thể nung nóng toàn bộ. À, cái đục nhưng mà khi mà cho làm nguội à, nhúng vô nước thì người ta chỉ nhúng cái phần cái phần lưỡi đục thôi à, cái phần cần tôi đó à, thì những cái chi tiết người ta tôi bằng phương pháp tôi bộ phận đó là ví dụ như lưỡi cưa sắt nè à, bánh răng chẳng hạn hoặc là đục chẳng hạn v. V. rồi cái phương pháp kế tiếp đó là tôi tự ram tôi tự ram là gì là phương pháp tôi á người ta làm nguội cái phần đầu cứng trong thời gian nhất định để được mắt tinh xích phần còn lại vẫn còn nóng đó, khi đó thì phần đã nguội nó được ram trở lại có nghĩa là sao các bạn ở đây giải thích à, nó giống như cái trường hợp cái đục cũng vậy nha các bạn là khi nung nóng người ta nung nóng toàn bộ chi tiết xong người ta nhúng một phần ha cái đầu lưỡi cho nó nguội thì sau khi nó nguội cái phần đó rồi người ta sẽ à, để ra ngoài nền xưởng chẳng hạn thì lúc đó cái đầu cái đầu cái cán á, cái phần cán á, nó đang còn nóng nó sẽ truyền nhiệt trở lại cái phần lưỡi đó thì lúc đó nó giống như hiện tượng là cái chi tiết của mình được ram được ram trở lại tức là được nung nóng nhẹ trở lại đó thì cái kiểu này nó giúp cho chi tiết của mình đó, giảm được ứng sức ha, giảm được ứng sức và tránh nứt nứt đỡ giòn hơn đó, ví dụ những chi tiết đục, này, đó, cái đục thì khi mình mình đục quá thì cái cái sự va đập của nó lớn, nó cần độ cứng nhưng mà nó cần cái độ uh, chịu được va đập chứ nó cứng quá nó sẽ giòn, nó sẽ gãy, sẽ nứt. Ha. thì thường người ta sẽ đối với những chi tiết mà va đập đó, ha, thì người ta sẽ tôi tự ra, ha, nó sẽ tốt hơn. rồi ngoài ra còn có một số cái uh, phương pháp khác ví dụ như gia công lạnh. Ha, thì những cái phương pháp này sử dụng. rồi như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn à, xong cái phần à, tôi thép. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thật sự hữu ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share kênh của tôi để đón nhận các clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.